Ba câu chuyện xúc động bạn nhất định phải nghe một lần để quý trọng gia đình và cuộc sống. Đôi khi trên đường đời miết mài, ta quên bẵng đi một thứ quan trọng hơn hết thảy mọi thứ, đó là gia đình. Và dưới đây là ba câu chuyện có thể khi bạn nghe xong bạn sẽ cảm thấy trân trọng gia đình mình hơn. Câu chuyện thứ nhất, hãy làm điều gì đó trước khi quá muộn màng. Một người đàn ông dừng lại ở cửa tiệm bán hoa để đặt hoa tặng mẹ mình. Mẹ của ông ở cách đây hơn 200 dặm và ông sẽ nhờ cửa tiệm giao đến tận tay cho bà. Khi ông bước ra khỏi xe, ông đột nhiên chú ý đến một cô gái trẻ đang khóc thút thít bên lề đường. Ông hỏi cô gái có sao không? Cô trả lời: cháu muốn mua hoa tặng mẹ. Cháu chỉ có 75 sen, nhưng hoa hồng thì đến 2 đô la. Người đàn ông mỉm cười và nói: đi với chú sẽ mua cho cháu một bông hồng. Ông mua cho cô bé một bông hồng như đã hứa và đặt hoa giao đến tận nhà mẹ mình. Khi họ rời khỏi, ông ngỏ ý chở cô bé về nhà. Cô bé đồng ý để ông chở đến chỗ mẹ của mình. Cô chỉ cho ông đến một nơi vắng vẻ. Phải đến khi dừng xe lại, người đàn ông mới nhận ra đó là một nghĩa trang. Và cô gái đã đặt bông hoa ấy lên một ngôi mộ sạch sẽ. Người đàn ông trở về cửa tiệm hoa, hủy gói giao hoa, và ông ta đã mua hẳn một bó hoa to, lái xe đến thẳng nhà của mẹ mình. Ngôi nhà cách nơi ấy hơn 200 dặm đường đi, nhưng cuộc gặp gỡ cô gái đã cho ông hiểu rằng nếu hôm nay ông không đến, có khi ngày mai ông sẽ chẳng còn cơ hội để đến nữa. Bài học: cuộc đời rất ngắn ngủi bạn ạ. Hãy dành nhiều thời gian để yêu thương và quan tâm đến những người mà bạn quý mến. Hãy tận hưởng những khoảnh khắc với họ trước khi mọi chuyện đã quá muộn màng. Không có thứ gì trên đời quan trọng hơn gia đình cả bạn nhé. Câu chuyện thứ hai, chỉ 5 phút nữa thôi. Ở một công viên nọ, một người phụ nữ ngồi cạnh một người đàn ông trên một băng ghế gần sân chơi. Con trai từ đó, người phụ nữ chỉ vào một cậu bé đang chơi cầu trượt, vẫn chiếc áo len màu đỏ. Cậu bé nhìn mới đáng yêu làm sao, người đàn ông nói. Còn kia là con gái của tôi, cô bé đang chạy xe đạp, vận một cái đầm màu trắng đấy. Sau đó, người đàn ông nhìn vào đồng hồ và gọi cô bé. Con chơi xong chưa Melissa? Melissa nài nỉ. 5 phút nữa thôi nha bố. Nha, chỉ 5 phút thôi. Người đàn ông gật đầu và cô bé lại tiếp tục chơi đùa cùng chiếc xe như cô đã mong muốn. Thời gian trôi qua và người đàn ông lại gọi con gái mình đi. Đi được chưa con? Melissa lại nài nỉ. Chỉ 5 phút nữa thôi nha bố. 5 phút thôi mà. Người đàn ông lại mỉm cười và nói: được rồi. Ông quả thật là người kiên nhẫn, người phụ nữ nói. Người đàn ông mới tiếp lời: Tommy, anh trai của con bé, đã mất trong một vụ tai nạn giao thông vì một gã tài xế say xỉn khi nó đang đạp xe ở một chỗ khá gần nơi này. Tôi đã không dành nhiều thời gian cho Tommy, và bây giờ tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ để có được 5 phút cạnh nó. Tôi đã thề sẽ không lặp lại sai lầm đó với Melissa. Con bé cứ nghĩ
nó may mắn có thêm 5 phút để chơi. Nhưng sự thật đúng ra phải là tôi mới là người may mắn khi có thêm được 5 phút để nhìn ngắm con bé hạnh phúc. Bài học: cuộc sống luôn cần những lần đánh đổi, và sự ưu tiên lớn lao nhất luôn luôn phải là gia đình. Hãy tận dụng thời gian quý báu của mình với những người mình thương yêu nhất bạn nhé. Câu chuyện thứ 3: cha ơi, đến khi nào thì ngón tay con sẽ mọc lại? Một người đàn ông đang đánh bóng chiếc xe hơi mới mua của mình, thì cô con gái 4 tuổi của ông lại dùng đá để viết lên chiếc xe ấy. Điên tiết, ông ta cầm bàn tay của đứa bé và đánh rất nhiều, và ông không nhận ra mình đang đánh bằng một cái mỏ lết. Lúc đến bệnh viện, cô bé phải cưa bỏ tất cả những ngón tay của mình vì vết thương quá nghiêm trọng. Khi đứa bé nhìn thấy cha, cô bé tuyệt vọng hỏi: cha ơi, đến khi nào thì ngón tay con sẽ mọc lại? Người cha đau đớn, lặng câm. Ông trở lại chiếc xe hơi và tức giận đá vào nó. Phải đến lúc thấm mệt, ông mới nhìn vào chỗ có những vết rạch mà con gái ông đã viết lên. Cô bé đã viết: con yêu cha. Bài học: hãy hiểu một điều rằng cả sự tức giận lẫn tình yêu thương đều không có giới hạn. Nên nhớ, đồ vật là để sử dụng, nhưng con người là để yêu thương. Đừng để sự nóng này tức thời làm bạn cả đời phải hối hận. Đừng tưởng cứ núi là cao, cứ sông là chảy, cứ ao là tù. Đừng tưởng cứ dưới là ngu, cứ trên là sáng, cứ tu là hiền. Đừng tưởng cứ đẹp là tiên, cứ nhiều là được, cứ tiền là xong. Đừng tưởng không nói là câm, không nghe là điếc, không trông là mù. Đừng tưởng cứ chọc là sư, cứ vâng là chịu, cứ ừ là ngoan. Đừng tưởng có của đã sang, cứ im lặng tưởng là vàng nguyên cây. Đừng tưởng cứ uống là say, cứ chân là bước, cứ tay là sờ. Đừng tưởng cứ đợi là chờ, cứ âm là nhạc, cứ thơ là vần. Đừng tưởng cứ mới là tân, cứ hứa là chắc, cứ ân là tình. Đừng tưởng cứ thấp là khinh, cứ chùa là tĩnh, cứ đình là to. Đừng tưởng cứ quyết là nên, cứ mạnh là thắng, cứ mềm là thua. Đừng tưởng cứ lớn là khôn, cứ bé là dại, cứ hôn là chồng. Đừng tưởng giàu hết cô đơn, cao sang hết ốm, tham gian hết nghèo. Đừng tưởng cứ gió là mưa, bao nhiêu khô khát trong trưa nắng hè. Đừng tưởng cứ hạ là ve, sân trường vắng quá ai khe khẽ buồn. Đừng tưởng thu lá sẽ tuôn, bao nhiêu khao khát con đường tình yêu. Đừng tưởng cứ thích là yêu, nhiều khi nhầm tưởng bao điều chẳng hay. Đừng tưởng đời mãi êm đềm, nhiều khi dậy sóng khó kềm bản thân. Đừng tưởng cười nói ân cần, nhiều khi hiểm độc dần người tan xương. Đừng tưởng trong lưỡi có đường, nói lời ngon ngọt mười phương chết người. Đừng tưởng cứ chọc là cười, nhiều khi nói móc biết cười làm sao. Đừng tưởng khó nhọc gian lao, vượt qua thử thách tự hào lắm thay. Đừng tưởng cứ giỏi đã hay, nhiều khi thất bại đắng cay muôn phần. Đừng tưởng nắng gió êm đềm là đời tươi sáng, hóa ra đường cùng. Đừng tưởng rằm sẽ có trăng, trời răng mây sáng mà lên đỉnh đầu. Đừng tưởng cứ khóc là sầu,
nhiều khi nhỏ lệ mà vui trong lòng. Đừng tưởng cứ nghèo là hèn, cứ sang là trọng, cứ tiền là xong. Đời người lúc thịnh lúc suy, lúc khỏe lúc yếu, lúc đi lúc dừng. Bên nhau chua ngọt đã từng, gừng cay muối mặn, xin đừng quên nhau. Ở đời nhân nghĩa làm đầu, thủy chung sau trước, tình sâu nghĩa bền. Ai ơi, nhớ lấy đừng quên.